Dự đoán, soi cầu xổ số miền Bắc thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 của xổ số Đại Việt. Hôm nay các chuyên gia soi cầu của Đại Việt sẽ phân tích cầu và đưa cho anh em những con số chuẩn nhất, đẹp nhất để anh em có thể tham khảo mà đánh theo. Dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 với các mục chốt đầu đuôi giải đặc biệt, chốt bạch thủ, song thủ, lô xiên, lô kép với tỷ lệ trúng cực cao. Càng về cuối mùa giải, phong độ của Girona càng trở nên đáng sợ. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Girona trên sân nhà đã hạ gục Sporting Gijon bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của Juan. 3 điểm giành được không chỉ nối dài mạch toàn thắng của Girona lên thành 5 trận liên tiếp mà còn giúp họ củng cố vững chắc vị thế trong top 6. Tính rộng ra, Girona đã chỉ thua 1 trên 11 vòng đấu gần nhất. Trên phương diện cá cược, đoàn quân của huấn luyện viên Francisco Rodriguez cũng gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, khi thắng thua kèo châu Á đúng một lần trong 10 trận đã qua. Trong khi đó ở chiều ngược lại, Malaga đang thể hiện một phong độ cực kỳ bết bát. 5 vòng đấu gần nhất đã chứng kiến Malaga thua tới 3 và chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 trên 15 điểm tối đa. Đáng lo ngại hơn cả chính là việc hàng công của Malaga đã chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 5 trận này. Trên thực tế, Malaga hiện đã không còn mục tiêu phấn đấu nên chẳng quá ngạc nhiên khi thầy trò huấn luyện viên Sergio Pellicer tỏ ra thiếu quyết tâm trong giai đoạn cuối mùa. Tiếp đón một Girona đang rất khác điểm để cạnh tranh cho tấm vé dự vòng play-off tranh suất thăng hạng, e rằng Malaga khó lòng tránh khỏi thất bại. Nhận định trên càng thêm phần củng cố bởi Malaga mùa này đích thực là một đội bóng khôn chợ dại nhà. Dù đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng thế nhưng thành tích sân nhà của Malaga lại chỉ hơn Logrono, Sabadell và Albasete, 3 cái tên nằm dưới nhóm cầm đèn đỏ. Phía bên kia chiến tuyến, Girona đang sở hữu phong độ sân khách rất tốt. Sau 5 cuộc viễn chinh gần nhất, Girona thắng 3, hòa 1 và chỉ chịu trắng tay trước đối thủ mạnh là Rayo Vallecano. Dựa trên những gì đã phân tích, đặt cửa Girona chấp 0.25 full time sẽ là sự lựa chọn sáng suốt. Soi kèo tài xỉu, như đã đề cập ở trên, hàng công của Malaga đã chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Phía bên kia chiến tuyến, Girona đang thể hiện hình ảnh của một đội bóng công thủ toàn diện. Nếu như hàng công vẫn duy trì khả năng nổ súng đều đặn thì hàng thủ cũng chẳng hề kém cạnh, khi thi đấu cực kỳ chắc chắn và chỉ để lọt lưới một bàn thua sau 5 lần ra sân gần nhất. 5 cuộc đụng độ giữa Malaga và Girona trong quá khứ đều kết thúc với tối đa 2 lần lưới rung, trong đó 4 trận thậm chí còn chẳng xuất hiện quá một bàn thắng. 3 trên 4 vòng đấu vừa qua của Girona cũng không vượt mức một bàn trận. Với độ tài xỉu 2 hòa full time, đặt cửa xỉu người chơi sẽ có nhiều cơ hội thắng kèo.